Phật dạy, này thiện hiện, như ông đã hỏi, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của Thánh Đế khổ mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của Thánh Đế tập diệt đạo mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của Thánh Đế khổ mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của Thánh Đế tập diệt đạo mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của Thánh Đế khổ mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của Thánh Đế tập diệt đạo mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của Thánh Đế khổ mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của Thánh Đế tập diệt đạo mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của Thánh Đế khổ mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của Thánh Đế tập diệt đạo mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của Thánh Đế khổ mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của Thánh Đế tập diệt đạo mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của Thánh Đế khổ mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh niết bàn của Thánh Đế tập diệt đạo mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của Thánh Đế khổ có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn, không, bạch Thiện Thệ, không. Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của Thánh Đế tập diệt đạo có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn, không, bạch Thiện Thệ, không. Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế là học trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế là học trí nhất thiết trí,